vì chúng ta là con của Chúa, chứ không phải là con của ma quỷ. Quỷ mà bằng cổ tay chào ma quỷ mà phấn khởi. Con của Chúa thì vui mừng, còn con của ma quỷ thì nó suốt ngày nó ăn bánh gà ổ và suốt ngày nó mang ba cục hay hay sách hay hỏi ba hay ổ. Cho nên trong gia phả của Đức Giêsu, nếu mà anh chị em có dịp mà học hỏi kỹ lưỡng, chúng ta thấy trong đó cũng rất nhiều người ăn bánh gà ổ, trong đó có rất nhiều người là mang thân phận tội lỗi, trong đó có bốn người phụ nữ trong gia phả của Đức Giêsu. Chúng ta vừa mới nghe không phải chỉ có đàn ông mà còn có đàn bà, không có trọng nam khinh nữ, không có chuyện là nhất nam viết hữu hợp nữ viết vô, có nghĩa là 10 đứa con gái cũng vẫn là không, một đứa con trai đã là con rồi, không có cái tình trạng đó, cũng không có cái tình trạng ở một đất nước nào đó cứ sinh con gái là bóp mũi cho chết chỉ để cho con trai mà thôi, không có chuyện đó thưa anh chị em. Mà trong gia phả của Giêsu chúng ta thấy là có người nam và có người nữ, một sự bình đẳng, và trong số những người nữ ấy không phải là những người trông manh thế phiền, trong số những người nữ ấy không phải là những người mà ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai kiến thủy cao sang. Thôi rồi, bắt kỳ lòng vậy. Chúa không phải như vậy nhé. Thì không phải là có những người chung quanh thế thiện, không phải có những người quyền quý cao sang. Mà trong bốn phụ nữ đó, thì chị em có một người là một gái điếm, có một người đi lấy chồng người, có một người là người ngoại bang, và có một người đã nở ngay với bố của mình. Bốn người phụ nữ, kẻ thì gái điếm, kẻ thì ngoại bang, kẻ thì lang trại, kẻ thì linh tinh. Đấy, vậy mà lại được nằm trong gia phả của Chúa Giêsu. Cho nên anh chị mới thấy, khi đọc gia phả này, lòng của mình phải rộn lên, nước mắt phải chảy ra, phải xúc động vì thấy rằng đây là gia phả của lòng thương xót. Tất cả những con người đó, dù là tội lỗi, dù là gái điếm, dù là ngoại bang, dù là ngoại tộc, dù là lang trại, tất cả đều được dìm mình vào trong dòng suối lòng thương xót. Và Chúa Giêsu là nhân vật cuối cùng trong gia phả đó. Và khi mà Ngài xuất hiện, máu và nước từ trái tim Ngài đổ ra, rửa sạch tất cả tội lỗi của nhân loại từ thời Adam tới thời Chúa Giêsu, gọi là ngược dòng, ngược dòng. Và từ thời Chúa Giêsu cho đến ngày tận thế, máu và nước từ trái tim Chúa tuôn trào trong dòng chảy của lòng thương xót. Mà ai dìm mình vào đại dương lòng thương xót ấy, dù là gái điếm, dù là ngoại tộc, dù là ngoại bang, dù là xì ghe, dù là ma túy, dù là, tất cả đều được dìm mình vào trong đại dương lòng Chúa thương xót, để Chúa rửa sạch, để Chúa thánh hóa, để Chúa cho mình trở lại cái địa vị, cái vai trò, chức vụ làm con của Chúa, làm con của Chúa, chứ không phải là con của chân gì chung mày nhìn mau lại có nó chạy đi hả, mau đi quay sang bên trái, quay sang bên phải, nhìn lên đi, quay xuống đằng sau, nhìn lên phía trước, thấy gì không, thấy gì không, chạy hết rồi, chạy hết rồi, chạy ma quỷ. Thưa chị em, ma quỷ nó đang căm ghét nhất ai biết không? Hay đại ca. Đây là kẻ thù của ma quỷ. Vì đã đi ra, giờ này người ta đi chơi, giờ này người ta đi mua sắm Noel, Christmas, rồi về New Year, rồi thứ năm mới sắp tới. Vậy mà ta bỏ công ăn việc làm, bỏ hết tất cả để đến đây, tĩnh tâm
trong ngôi nhà thờ do hai người mục tử đang chăm sóc anh chị em. Cho nên Chúa Giêsu nói với Thánh Phaolô rằng là ma quỷ Satan là kẻ thù số một của những ai loan truyền lòng Chúa thương xót, những ai yêu mến lòng Chúa thương xót. Hai người mục tử của chúng ta đang phải cầu nguyện cho chúng ta suốt tuần lễ này để chiến đấu với ma quỷ. Và ma quỷ nó tinh vi vô cùng. Phêrô bảo anh em hãy tỉnh thức, vì ma quỷ như là sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Ma quỷ nó rảo quanh tìm mồi cắn xé với người đến đây rồi mà không vô đây được, vì ma quỷ nó cản bước chân. Có những người xe đi chơi thì vừa mới để máy là máy nó đổ, mà cứ đi nhà thờ cứ để máy là máy nó chết. Có những người sang đổ đi casino thì lúc nào nó cũng đầy mình, mà đi lễ thì sửa đường nó hết xăng. Có những người ở nhà mãi chẳng có nào gọi điện thoại, vừa mới bước vào nhà thờ anh ơi con thưa chiêm. Ma quỷ nó tìm mọi cách nó cản phá mình, vì nó là con cái của ma quỷ, nó chống lại con cái của Thiên Chúa. Còn mình là con cái của Thiên Chúa, cho nên mình cũng phải chấp nhận là con đương đầu với ma quỷ. Mà thưa chiêm, ma quỷ nó tinh vi lắm, nó không có đứng gừng gừng ra, nó đứng gừng gừng ra thì chẳng ai sợ, nhưng mà nó dùng bàn tay của con người. Và Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Phaolô là này con ơi, cẩn thận, ma quỷ dùng bàn tay của con người, thậm chí là bàn tay của những người đạo đức để chống phá công cuộc lòng Chúa thương xót. Hãy hết sức cẩn thận và đề phòng với những con người mà họ là tay sai của ma quỷ. Họ rất tinh vi, vì ma quỷ là cha của sự gian dối, mà nó bịa đặt, nó thêu diệt, nó làm đủ mọi cách, nó xuyên tạc đủ mọi thứ để nó hại con cái của Thiên Chúa, để nó chống lại công cuộc của lòng Chúa thương xót, và nhất là để nó làm lại những người dám quy tụ con cái của Chúa lại để mà nói về lòng Chúa thương xót, rất là nguy hiểm. Cho nên trong những ngày này, anh chị em nhớ mỗi buổi tối đọc lấy ba kinh thánh mừng. Kinh thánh mừng thứ nhất là cầu nguyện để Chúa gìn giữ cộng đoàn chúng ta trong bình an, khỏi bàn tay của ma quỷ chống phá. Yeah. Ma quỷ nó đang đi lên. Vì sao? Vì nó mất cả 60 năm để canh cái ông này. 60 năm nó canh, đùng một cái đi tính đông xong. Ông gặp cha sở, thưa cha, con muốn xin tội. Cái giây phút mà ông bước vào gặp cha sở để thưa cha con muốn xin tội là cái giây phút mà trận chung kết. Mà ma quỷ nó thua chắc cái bàn thua, một bàn thua trông thấy. 60 năm nó giữ, em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. 60 năm nó giữ ông trong vòng tay của nó, mà đùng một cái đi cầu nguyện, đi tĩnh tâm, và ông ấy bỏ cái đường lối của ma quỷ, ông quay về với Thiên Chúa. Quỷ nó có điên không? Có điên không? Có tức không? Cho nên nó sẽ làm mọi cách nó cản phá, và như thế là hoa cháy của những người tĩnh tâm đang được chuyển động lên, thưa anh chị em. Rồi những người xì ke ma túy 30 năm, thưa cha hôm nay con đưa con của con đến đây, 30 năm nó xì ke ma túy, hôm nay nó tĩnh tâm. Thưa cha, con gái của con mười mấy năm nay chẳng bao giờ nó đi tĩnh tâm, hôm nay nó ra đến tĩnh tâm. Thưa cha, cái người mà 20 năm này con không bao giờ thấy họ tĩnh tâm bao giờ, vậy mà hôm nay con đã thấy họ hiện diện ở đây rất nhiều và rất nhiều. Những chứng nhân của lòng Chúa thương xót đã hiện diện ở đây, và chính anh chị em đang là chứng nhân của lòng Chúa thương xót, chứng nhân của con cái Thiên Chúa, chứng nhân của con cái của ánh sáng để chống lại ma quỷ. Ai là con cái của ánh sáng xin giơ tay. Cái tay có đây, ai là con cái của sáng như tay, ai là con cái của ma quỷ bỏ tay xuống. Chị hỏi vậy là chị thấy là mình đang hoang mang rồi. Nghe lại này,
ai, và ai là con gái của ma quỷ thì bỏ tay xuống, mà cứ bỏ tay xuống. Đọc to lên đi chàng, vì cuộc khổ nạn cái to
đặc biệt các bạn, cứ vì mỗi một người chúng ta, cũng như em bé này 3 tuổi, chưa biết đọc, chưa biết viết, chưa biết làm gì hết, nhưng mà đã biết đọc kinh, lòng thương xót. Nếu như ai mà là đạo, nhất là đạo gốc mà chưa biết đọc kinh, lòng thương xót, thì chúng tôi xin mời giáo sư 3 tuổi về nhà cho. Dù sao đi nữa, anh vẫn yêu em.